vào, bây giờ vào nói chuyện cả các bạn. Kênh tao thì cũng phải lễ phép khoanh ngay vào. Chào Huy, chào các cô, các chú đang xem stream à. Đây, đây nhá, khoanh rồi nhá. Rồi, nào. Nói đi, ơ kìa. Ơ kìa. Nhanh con anh. Đít mày vào phải phấn khởi chào các bạn đi chứ. Đít con mẹ mày có biết là kênh tao thích mày lắm không ạ? À? Đít con mẹ mày vào buông lời chó má xong tao... rồi. Tại sao kênh tao lại thích mày lắm thế lồn nhỉ? À thì... kênh tao thích mày lắm. Ừ thì các bạn ở kênh tao dành cái lòng yêu mến cho mày. Kênh tao thích mày lắm. À kênh tao thích mày lắm chứ rõ là mày thích tao đúng không? Đây là mình chơi PUBG các bạn Huy AK các bạn ạ. Anh có bao giờ đi đá phò? Đá phò không? Em hỏi anh có bao giờ đi không? Đi có mẹ nhận đéo mày là bố mày rủ mày có bao giờ mày có bố mày rủ mày đi. Bây giờ tao đang rủ mày đi mà tao rủ tao đéo đâu. Không, em không thích bộ môn đấy. Đi không mẹ. Không thích gì, đi mẹ mày gớm. Thì... không thích. Em không thích đá phở bởi vì em rất là ghét phải bóc bánh trả tiền. Nhưng mà thì có đó mà giả sử thì mà là bóc bánh miễn phí thì em cũng đồng ý. Đi không mẹ em. Cũng bị kể xuống lại. Tao bảo bóc bánh, mày có bảo là mày không thích bóc bánh trả tiền đúng không? Đúng. Thế bây giờ mày đi xong mày bùng được mà. Đi bùng đi gọi là đi gì? Đi thì đấy bùng. Bùng đi bùng vậy. Nhưng mà cái vấn đề là vậy. Em đều có một cái kỹ năng làm việc đấy. Thì bây giờ anh phải chỉ cho em nhé. Cái vại bây giờ nhá, bây giờ chắc bảo nhá. Bây giờ việc đầu tiên là mày nhấc điện thoại lên. Lên trong web gọi phò là... Gọi một con tầm 7 lít. À không phải gọi phò.com à? Đi không, tao biết được, đây là cái đi mà. Con mẹ là mày, đây là phải tao chỉ dẫn cho mày bảo. Mày cầm điện thoại lên vào một trang web gọi phò. Thì tao tư vấn cho mày vào đây thôi, con mày phải tìm gái chấm nét, bịt mẹ mày lắm trang đấy. Vào đấy, mày gọi tao là đắt nhất vào. Đắt nhất thì mặt quay. Đúng rồi, mày gọi một con đắt nhất. Thì mặt bằng nó rơi vào khoảng độ tầm mấy lốp à? Tầm 3 củ. Thì ra thì có tiền đắt cái cạnh đi. Thì tại vì chính những con đấy ý, thì nó mới đéo nghĩ là mình lừa nó, hiểu không? Thì tao có làm gì nó đâu mà mày bảo tao lừa nó. À không, thì đấy, tao không phải đi bùng mà. Tức là ý anh ở đây là mình bảo được, vì mình đúng là mình đéo rồi, mình giảm hết, thế nên là mày mình thì đéo được đúng không? Mình có số má đúng không đấy? Ok luôn. Không bàn lên. Được bạn. Thế xong sao nữa? Xong sao? Đầu tiên là mình phải gây dựng niềm tin này. Đúng rồi. Không phải anh kiếm đâu cho em một chiếc chó đeo to vào, càng to càng tốt. Xin FB lần ba mặt mếu. Thế bảo bây giờ như này, trước khi cái câu anh phải lấy cho anh là một người gọi là đi mẹ mày lịch sự. Cảm ơn anh Tùng Lâm nha. Nói tiếp đi anh. Được nha. Listening. Đúng, xong rồi bây giờ anh sẽ gọi là trước câu đít nhau đấy, anh sẽ gọi là anh đói quá thì mình đi ăn gì trước nhá. Đấy, anh ấy gọi là quan tâm với anh. Xong sao nữa? Đi ăn ý, anh đừng dẫn vào nhà hàng, thì sao? Nếu mà anh vừa vào nhà hàng, anh lộ con mẹ nó mất. Đi con mẹ mày, tại sao tao chưa được làm gì mà tao đã mất con mẹ mày một nốt không, rồi vậy? Chưa mất tiền, Đi mẹ mày đi ăn thì chả là một nốt à? Từ từ đã, chưa xong, đi... không à. Đi ăn mà không mất tiền, thế nó mới hay. Thế phải như nào thì mới không mất tiền? Bây giờ nhá, Bây giờ nhà ấy bảo là anh ăn hàng, hoài đi ăn gì gọi là kiểu ở ngoài, ở bình dân, hiểu không? Đấy. À, ăn đấy. Dân này. Đúng. Dân rồi. Là đừng. Đấy. Anh vừa ăn đi. Ăn trễ đi đi cho nó ăn thì nó ngon. Ăn trễ đi luôn. Ok đúng. Này. Xong sao nữa nào? Đi mẹ có dắt có câu chuyện phức tạp luôn vẫn chưa không, vào phải. Được đi chính đi con mẹ. Đúng rồi. Ok anh. Thì em đã chắc gì anh đâu, anh cứ kể đi xem nào. Đi mẹ mày chưa nói thế bố mới kể kiểu lồn gì. Thì đấy, úp em đều nói gì luôn. Ok anh Huy, vừa nãy anh đang kể cho em cái đéo gì hướng dẫn đi mẹ mày bóc bánh không phải trả tiền cái lồn gì đó thì em cũng đéo hiểu, nhưng mà anh bảo em im để anh kể tiếp nhưng sao mà không kể nữa. Đâu chuyện gì? Thế vừa nãy mày tao nói chuyện với ai? Gì vậy? Alo. Quên mẹ rồi. Thôi. Alo. Bỏ đi. Bạn đây đây, tiếp xuống với ai có súng không? Lồn đấy. Bị phản đam rồi. Phản đam rồi. Khó hiểu cái lộn thề. Anh Huy trong sạch nhá. Đang nói gì ạ? Phản đam rồi. Đứa bây giờ tao nói gì đâu, tao đang đi lút đồ đúng không ạ? Nói chuyện với ba rồi. Không rồi, bị gai bẫy rồi. Bùng tình là bùng lồn gì?
sao lại bùng tình thoại. À anh hóa ơi. Ra là xuyên suốt cái trận đấu từ nãy đến giờ chỉ có một cái câu chuyện muốn nói là đây em vừa thất tình nhưng mà đéo nói không, được. Không, thế gọi là gì? Nó gọi là cú lừa. Cái gì? Cũng có đứa con gái nó thèm lừa anh á. Không, anh không. Nó là con trai. Nó là con trai. Nó không phải gái mà nó không phải trai. Thế nó là cái con cặc à? BD. Sao là BD? Ừ. Nói chung là tao bị lừa. Đấy là tao kể cho mày. Anh kể Huy Huy AK cho em đi. Bị mà Huy mở mồm mà bắn chết con đúng mẹ à mày. Nó đéo nói mà, anh nói đi. Mua cho mày này. Rồi anh phục vụ bạn em đây như nào? À Huy AK bạn quen một con. À. Rồi à. Hôm 29 nó rủ Huy AK đi chơi. Ui chơi đủ. Được sao phối rồi, thích thật. Ờ. Sao rồi đến hôm đấy thì con lại đéo đi nữa. Út đít mẹ mày tưởng em lại đéo đi nữa đâu. Tưởng được sao phối nhưng mà hóa ra là đéo phải. Thế thì gãy cành cạch mất bạn Huy à. Sao rồi hôm qua hôm kia có một đứa là bạn của con đấy là nhắn tin cho anh Huy là ý là con đấy không muốn như thế đâu. À, như thế là thế lộn nào? Tức là muốn làm lại ấy. Làm lại là làm lộn gì? Đéo ai biết, để Huy AK kể thế. Đít mẹ rủ đi chơi nhưng không đi. Nhưng mà qua ngày đấy rồi lại muốn làm lại. Gì mất cả đít mẹ. Gọi cả lộn. Anh Huy AK đang cay à, bị cú lừa. Ủa cảm giác kiểu bị tổn thương ấy. Chứ còn cay ở đây thì anh sao ở trong tình yêu anh lại dùng từ cay. Trong tình yêu không có từ cay. Trong tình yêu nó chỉ có từ tổn thương thôi. Đít mẹ mày cách nhỏ nào lại làm tổn thương anh vậy Huy AK. Đít mẹ mày em Huy nói lộn à không em nó vẫn đéo được nói. Đít mẹ vẫn nói mà nói là bắn chết con mẹ ngay. Em chỉ đang trình bày đây là em thương cảm cho nó thôi. Nhỏ nào lại đít mẹ mày attack vào cái trái tim đít mẹ này mày bé nhỏ của anh vậy. Qua hai này ở đây có rồi à? Thôi anh Huy anh nói đi anh Huy nói đi sao đây sao rồi đấy nhưng mà đấy có câu chuyện đã được nghe rồi mà đít mẹ con lồn nó mất dậy vậy đít cụ nhà nó chứ. Anh đưa ảnh em treo bím chết con mẹ em luôn. Khoan, vấn đề là đi tôi mẹ ơi, anh phải dẫn mọi người đi giết người đi địt mẹ thế giờ đéo được bắn ai cảm giác là mẹ mày. Bây giờ địt mẹ thế giờ cứ đi cho đi. Đấy đi diễn như nào? Xem mà sao anh có tiếng này. Đi ngay. Giờ về. Ui ở ngay dưới này. Đây anh ơi. Ngay dưới. Ôi khoan. Gần. Một đâu rồi? Phải một. Thằng đứa đâu rồi? Phải. Lên dưới nhá, từ lên dưới nhá. Còn một nữa. Ôi ôi. Phải rồi, tao bắn vào cái bóng của mình. Hết rồi. Trời ơi. Bắn như chúa. Tao bắn vào cái bóng của mình mà. Anh ơi, em bắn như chúa anh ơi. Ê, thằng Giáp 3 đâu rồi? Anh Huy anh nhặt nhiều ấy. Em nhặt gì đâu, anh cứ bảo nhặt nhiều. Anh nhặt con mẹ hết rồi, anh bảo anh đéo nhặt gì. Em mới là đéo nhặt được cái gì này. Địt mẹ nhặt nhiều đồ chơi game ích kỷ với đồ địt cụ mày bố mày dỗi. À kìa. Thôi, đi. Đây, mày thích lấy cái gì nào? Tao có máu này, tao có đạn này, tao có silent đấy không? Ủa địt cụ nhà mày mạnh có mà. Bố mẹ nhặt từ đầu. Ai lấy silent SR không? Không, em nhặt từ đầu rồi, em không nhặt nhanh như ông Huy đâu. Địt mẹ em nhặt nhanh cái lồn, chả bắn cái lồn gì cả. Sao lại bắn đi, tao chết 2 đấy. Mày KS búa, mày quả búa, toàn bắn nó không chết con gì nữa. Tao lại KS được số ra là tao lốc nó trước mà. Mẹ à, mày chỉ ra một cái khoảnh khắc đấy thôi là mày đã thay mặt búa mày làm anh hùng lao động rồi đấy con ạ. Địt mẹ mày quân khốn nạn, quân địt mẹ mày cướp giật mạng ở trên, địt mẹ mày chiến công của người khác. Mày đéo xứng đáng là một người lính. Nhưng mà mày có thấy tao tiến bộ không? Ừ, nhưng mà cái cô bé đấy tại sao lại đi dạ. Mày rủ đi chơi lại đéo đi nhưng mà muốn làm lại đấy remake tức là cái lồn. Thực ra là đâu có gì nhỉ? Vấn đề nó đâu phải là yêu đương hay cái gì đâu. Chứ là yêu lồn gì? Chị đờ mờ mờ người yêu gì cả, nhưng mà vừa ăn cắp vừa la làng. Thích không đi nữa thì chẳng đi thế thôi. Ôi trời đụ rủ lại còn không thích không đi nữa. Nghe cảm giác của bịt kỳ. Cảm ơn overreacting nha. Thank you. Ui đốn hết một lốp luôn mà. Cảm ơn bạn. Ván này mà anh em vô địch chắc chắn anh sẽ có người yêu anh Huy ạ. Địt mẹ mày đéo có người yêu. Mẹ anh Huy ơi, bây giờ em chỉ hỏi là cuộc cái địt mẹ mà nghe lại giống Bad Boy một lần nữa so far. Gì? Ơ kìa. Bạn ở đây tôm đó anh bước bên này. Út địt mẹ mày anh Huy không có tình yêu mà chỉ có tình dục. Địt mẹ anh đi. Chơi đủ. Thần tượng ghê.
Ok, ra đây. Lộn gì vậy? Lừa tao à? Bên phải mày. Đấy, tiêu em gì? Uầy, rùa vãi lộn headshot nó luôn này. Thằng bên phải mày đấy, thôi ra nhá. Còn đấy. Đấy, nghe tiếng không? Rồi, xong. Còn ba ngoài này. Còn hai này bên trái nữa sao đấy? Wait me, man. Cần tôi mét này. Cần cao này. Tôi mét chờ gì? Em về. Em vẫn trong bo mà, sao lại đéo. Đi cùng nhau bám theo vào thôi. Sao đéo ơi, phần nó mỏng nha. Nó ở ngoài nhà thờ luôn nhá. Ừ, nó ở ngoài đấy, là... chờ anh em. Ôi, nó lửa kìa. Lên mẹ cao ấy, dễ đỡ phải khổ. Thật bò đèo xuống ở đâu nhá. Đi xuống các bạn nhảy được không anh? Đèo ra là rồi. Đi bên phải đấy. Xuống đây. Xuống chỗ đó sao béo này. Nhìn nó rồi, ở ngoài. Nó ở ngoài mà. Ở ngoài phải bắn thôi, sao nó nhìn rồi này. 30, hướng 30, hướng 30. 30 được em gì đấy nhá. 30, 40, 40. Hai sao béo ơi. Hai các bạn ơi. Gần kìa. Cây. Ủa sao béo lạc con mẹ ơi. Ê, em đéo ra được ngoài vì Sai khói. Em đéo hiểu cái cửa đây nó ở đâu ấy. Cay vãi lồn. Có nét không? Không có. Sao giờ có nữa. Mạnh em bạn đây. Đấy. Còn tao luôn. Yếu rồi, hai thằng nóc rồi. Nóc một. Ai. Ui. Người cái. Ui ui. Chất thật chơi đủ đi mẹ mình cứ như kiểu là gì fun gaming vậy. Chơi đủ. Thôi nhưng mà quả vẹn bắn bắt đầu đằng kia rùa vãi lột điếu hiểu vậy sao luôn đấy.